Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam Vimexpo 2024 có quy mô 200 gian hàng của trên 180 doanh nghiệp đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội. Triển lãm này thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, là sự kiện cụ thể hóa nghị quyết số 115 NQCP của Chính phủ nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, giới thiệu sản phẩm, trao đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Vimexpo 2024 tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối để phát triển. Vì vậy, trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức còn phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội chuyên ngành tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp với sự tham gia của các nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam như Toyota, Bosch, Samsung, Hyundai, Denso, TMT Moto, Canon, Hanen, v.v. cùng nhiều hoạt động trình diễn công nghệ, sự kiện hữu ích khác do các doanh nghiệp tham dự trong nước và quốc tế thực hiện.